Sáng 8.1, Tòa án Nhân dân, Tòa án Nhân dân, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong. Tuy nhiên, phiên xét xử phải tạm hoãn, rời đến ngày 14 tháng 1 do sức khỏe của bị cáo Lương không đảm bảo. Trước đó, vợ của bị cáo Lương cũng có đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt. Ngày 12 tháng 1, tiến sĩ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, sức khỏe bác sĩ Hoàng Công Lương tiến triển tốt. Bác sĩ Hoàng Công Lương đã xuất viện tại khoa nội thần kinh cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, về nhà trong ngày 12 tháng 1. Hiện sức khỏe của bác sĩ Hoàng Công Lương đã có tiến triển. Người thân cùng đồng nghiệp và các bác sĩ cũng động viên, tạo điều kiện tốt nhất để vị bác sĩ 32 tuổi tích cực điều trị, nhằm có đủ điều kiện sức khỏe để góp mặt tại phiên tòa ngày 14 tháng 1 tới. Trước đó, bác sĩ Hoàng Công Lương đã được đưa xuống khám bệnh và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 và được tiến sĩ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần chẩn đoán chứng rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ Hoàng Công Lương về nhà, nhưng ngày 30 tháng 12 năm 2018 bác sĩ Lương lại được đưa vào cấp cứu, điều trị nội trú tại khoa nội thần kinh cơ xương khớp do mệt mỏi, mất ngủ, hội chứng rối loạn lo âu kéo dài.